Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chiều nay mình gửi con con Omaton này, con Omaton về 2200m đây. Con này 16 xóa móc phép đấy. Con gửi đi cho một ông lão. Đấy, thì đây mình quay lại để mọi người thấy rằng hàng đã làm thủ tục lên đường để phục vụ ông lão. Ông lão 75 đấy. Mình chia sẻ với mọi người về cái vấn đề nó đi liền với lại cái từ cái thành ngữ kinh lão Đắc Thọ. Đấy. Đây nha, thế còn cái bên mua được quyền trả cước. Đấy, nhà cung cấp là Khang Audio 0368888479. Thế còn địa chỉ thì xin được giấu nhá. Đấy. Omaton đã lên đường nhá. Đây. Omaton đã lên đường, chắc chỉ ngày nay hoặc ngày mai lại lên đường tiếp một con voi gì? Một con voi rừng. Đơn vị vận chuyển đã nhận lời vận chuyển con voi rừng này về thành phố Bắc Giang nhá. Đấy, thế cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình nhá. Chào thân ái. Merci.